Ok, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Đức. Thì một lần nữa thì tôi xin chúc mừng các bạn đã giữ được cái cổ phiếu qua giai đoạn này. Bởi vì tại sao tôi lại muốn chúc mừng các bạn? Bởi vì các bạn là những cái người dũng cảm. Trong cái việc đầu tư thì cái phần thưởng nó chỉ dành cho người dũng cảm thôi. Tức là chúng ta thấy được rằng là cái giai đoạn vừa rồi rất nhiều người họ sẽ tư vấn cho các bạn là nên hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống, nên rút ra và đứng ngoài, thị trường của chúng ta đang bị phân phối rồi, và rất nhiều cái thứ nó ảnh hưởng lên cái tâm lý của các bạn. Chúng ta nhìn thấy đâu cũng xấu, thấy đâu cũng người ta cũng bảo khuyên các bạn nên đứng ngoài ở thị trường này, và các bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên rằng là cái việc quản trị rủi ro sẽ giúp cho các bạn tránh được các cái khoản thua lỗ, đúng không ạ? Quản trị rủi ro. Và cứ mỗi lần thị trường giảm thì chúng ta sẽ nhắc đến cái câu chuyện là quản trị rủi ro. Và rất nhiều người tư vấn cho các bạn rằng là thị trường của chúng ta bị phân phối. Thì với 9 năm tham gia thị trường, tức là còn nếu mà đến tới thời điểm hiện tại, bọn mình đã sử dụng cả cái hệ thống về xác nhận phân phối đỉnh đã khoảng tầm hơn 9 năm. Thì mình chưa thấy một cái trường hợp nào mà thị trường mà đi lên mới có một tí ti, gần như chưa ai kiếm được tiền mà nó lại bị phân phối cả. Đó. Chúng ta phải hiểu rất rõ về cái yếu tố về phân phối thị trường, tức là chúng ta phải đếm như thế nào, rồi chúng ta sẽ phải đợi cho thị trường chèn ra sao. Chứ không thể là chúng ta thấy rằng thị trường đi lên được khoảng 2-3 phiên, chúng ta nhìn biểu đồ thị trường. Chúng ta nhìn vào biểu đồ thị trường nó mới đi lên được tí tí ở đây, nó làm sao phân phối được. Đúng không? Nên là cái này nó cũng sẽ làm các bạn phải học rất kỹ, các bạn phải nghiên cứu rất kỹ, chứ không phải là cứ thấy khối lượng rồi thấy gì đấy thị trường biến động là cứ phân phối. Phân phối là một cái rất khó để nhận biết. Có một cái điểm nữa mà mình cũng chia sẻ cho các bạn ở giai đoạn vừa rồi, đó chính là gì ạ? Khi mà cả thị trường nghỉ là phân phối thì thị trường sẽ đạt đỉnh được. Đó. Bởi vì trong cái thị trường chứng khoán thì nó sẽ chia cái thị trường thành ba cái nhóm đối tượng chính. Thực ra thì trước đây thì mình có nói với các bạn là nó có hai nhóm đối tượng chính. Một cái nhóm là nhóm gì ạ? Nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một cái nhóm nữa là các nhóm doanh nghiệp. Tức là ví dụ như các bạn thấy là những cổ phiếu như Hoa Sen họ phát lên này là chủ yếu chủ doanh nghiệp này chứ không phải ai đánh cả. Và một cái nhóm nữa là các cái nhà đầu tư lớn, cả cái quỹ đầu tư và cả cái nhà đầu tư chuyên nghiệp ở trên thị trường. Thì khi mà cái số đông, tức là cả cái nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường mà nhận định rằng là thị trường đi xuống hoặc là thị trường có những rủi ro, thường nó là những cái cơ hội tốt nhất của các bạn. Tại sao nó lại như thế? Bởi vì trong cả ba cái nhóm đối tượng mà tham gia thị trường đó thì cái con cừu dễ bị vặt lông nhất nó chính là nhỏ lẻ, tức là cả bạn ấy, tôi cũng là nhỏ lẻ này. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thấy được rằng nếu như đồng loại của chúng ta mà diện mà bảo là thị trường rủi ro thì thường nó sẽ không không đến mức là rủi ro. Chưa có một cái chu kỳ nào mà thị trường đạt đỉnh đa số nhỏ lẻ đều biết được đấy. Nên mà hôm hôm trước chúng ta thấy rằng gì ạ, chúng ta thấy được rằng là rất nhiều người bảo là thị trường của chúng ta bị phân phối, thì nó không phải, nó không phải. Và chúng ta cũng sẽ phải gửi lời một cái lời cảm ơn đến họ, bởi vì khi mà những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ cảm giác bi quan về thị trường thì lúc đó chúng ta có thể tự tin được. Và trong suốt cái giai đoạn vừa rồi thì cái chiến lược mà các bạn nên đánh đó chính là cái chiến lược gì ạ? Chiến lược về nhìn cỏ mọc. Hôm trước thì mình cũng có hướng dẫn cho các bạn về cái chiến lược này rồi, đúng không? Tức là khi mà chúng ta giao dịch thì trong uptrend thì chỉ có mua và nắm giữ. Trong uptrend chỉ mua nắm giữ là bạn ăn rồi. Các bạn không đủ cả cái kỹ thuật, cả cái trình độ đủ cao để các bạn trading ở trong một cái uptrend đâu. Hoặc là đến một cái giai đoạn đầu hoặc là giữa của uptrend thì các bạn mới nên đánh trading. Đó. Đánh trading thì nó cần một cái kỹ thuật rất cao và gần như mình nghĩ là các bạn sẽ khó trong cái việc đánh trading ở giai đoạn này. Nên là cái chiến lược ở giai đoạn này nó chỉ là cái chiến lược nhìn cỏ mọc. Tức là cái chiến lược mà chúng ta cứ mua rồi người suốt ngày chúng ta ngắm thôi, chúng ta không làm gì cả. Thì nó được gọi là chiến lược nhìn cỏ mọc mỗi ngày. Cỏ mọc thì nó xanh đó. Đấy. Còn đối với các cái dòng cổ phiếu chủ đạo thì mình cũng có chia sẻ với các bạn ở các video trước, là chủ yếu các bạn không không diện không chú ý thôi.
Đầu tiên là dòng chứng khoán, thứ hai là dòng ngân hàng, thứ ba nữa là dòng rượu, dòng thép. Đó, dòng thép là cái dòng rất mạnh. Và chúng ta chỉ cần mua đúng cái cổ phiếu đó và các bạn nắm giữ là các bạn lại thôi. Đúng không? Ở đây các bạn ở đây khi mà các bạn xem video của mình có ai mua được dòng thép không? Có ai có mua được cái dòng thép không? Và cái dòng thép là một trong những cái dòng mà bọn mình chia sẻ suốt ngày, tức là gần như cả cái diện đó, cái video nào bọn mình cũng sẽ nói về cái dòng này. Đấy. Nếu mà các bạn tinh ý thì các bạn có thể nhận ra được cái ý ở trong đó. Và các bạn thấy được rằng là gì, khi mà cổ phiếu lên được một tí thì các bạn này lôi ra chốt, nhưng mà rõ ràng các bạn cứ nắm giữ là các bạn sẽ lại đấy, hoa phạt này, đúng không? Ở trong cái hội thảo ở Hà Nội vừa rồi thì mình cũng có nhắc các bạn là chú ý vào ba cái nhóm ngành này, bởi vì dù sao cái cổ phiếu đi lên được nó cũng mang cái yếu tố doanh nghiệp nữa, tức là doanh nghiệp nó phải ngon thì nó mới lên được đấy. Và các bạn thấy phân tích đủ cái thứ thì các bạn thấy lời gì, cứ nằm là ăn ngon nhất, đúng không? Ví dụ như các bạn mua ở đây là 46, bây giờ nó lên khoảng tầm 58 rồi, 46 lên 58 nó khoảng tầm hơn 20% rồi các bạn. Đấy, các bạn cứ mua và để đó là các bạn lại đấy. Ở trong một cái uptrend mà các bạn mà cứ nhảy nhót là các bạn lại không lại được cái gì cả. Rồi các bạn cứ thấy nó rung cái là các bạn chạy là các bạn không lại được. Về tự tin nhé. Nên là cái trong một cái uptrend thì cái phần thưởng nó chỉ dành cho người dũng cảm thôi. Những cái người họ dám đánh. Và cái thứ hai là họ dám giữ. Có nhiều người thì sau một cái thời gian bằng chứng khoán đấy là nó đập cho vài ba phát thì là hôm sau sờ. Ví dụ như chúng ta bị đập cho một lần ấy, thì chúng ta cứ nơm nớp lo sợ. Thì cái vấn đề là gì, cái vấn đề là các bạn không hiểu về cái thị trường này đấy, nên là khi nào các bạn cũng sống trong cái nỗi sợ hãi. Hôm nay thì cũng có chia sẻ với rất nhiều cái khách hàng là bọn mình đầu tư tới hàng trăm tỷ ở trên thị trường này mà có sợ đâu, bởi vì mình biết rằng là thị trường đang một cái uptrend. Thì nếu mà bởi vì bọn mình vào một cái quy mô vốn rất lớn vào thị trường ở giai đoạn này, nên là cái việc rút ra nó khó, nên là ở giai đoạn này bọn mình không bán là vì thế. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái thị trường của chúng ta mới vào sóng thôi, mới vào sóng thì nó cái phần thưởng nó cũng chỉ dành cho người dũng cảm. Bởi vì mình rõ ràng mình cũng có chia sẻ với các bạn rất lâu rồi là bọn mình đã vào một cái tỷ lệ vốn rất lớn ở giai đoạn này để diện và nằm đấy, tỷ lệ. Bởi vì khi mà các bạn thấy rằng là khi mà đầu sóng thì nó là đi lên trong sự nghi ngờ, nên là các bạn phải những là người dũng cảm thì các bạn mới vào giảm vào lớn ngay từ đầu. Có một cái điều mà chúng ta thường hay bị gọi là chúng ta vào thì ở trong giai đoạn nghi ngờ thì các bạn vào một ít cái số lượng vốn, tức là các bạn vào khoảng tầm các bạn khoảng 10 tỷ thì các bạn vào khoảng tầm 1-2 tỷ xem nó thế nào đã. Và sau đó thấy thị trường này đi lên à, lại kiếm được khoảng vài 300 thì các bạn ơi phải bỏ thêm 5 tỷ vào này. Rồi sau đó này thị trường này tiếp tục đi lên rồi các bạn lại thấy 5 tỷ nó ngon, thế là bỏ thêm 5 tỷ vào nữa đấy. Thế 5 tỷ cuối vào full margin, nghĩa là nó diệt cho một phát, đấy là chảy luôn về tài khoản. Đấy, bao nhiêu công sức là khoảng tầm 3 4 phiên là diệt, là lộ sạch 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 hết. Rồi sau đó lại âm ngược vào vốn. Thế cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là các bạn phải dám đánh ngay từ đầu. Thì khi mà thị trường đi lên hoặc là cổ phiếu đi lên, ví dụ như những cổ phiếu như Hòa Phát bọn mình vào giờ có sơ lỗ nữa đó, nó lỗ nó khó chứ. Thì cái điều quan trọng là phải vào đúng thời điểm. Ở trong chứng khoán thì nó có một cái là cái thời điểm là rất quan trọng. Giờ các bạn mà không đầu tư thì khoảng tầm 2 tháng nữa các bạn thấy thị trường ngon đấy, các bạn lại đổ thêm tiền vào thì lúc đó các bạn chết là các bạn đúng rồi. Các bạn cứ nhìn lại cái quá khứ giao dịch của mình ấy. Có phải là khi mà thị trường mới vào sóng, thị trường mới đi lên ấy, thì các bạn đầu tư một ít rồi sau đó thấy thị trường nó dễ kiếm tiền quá, các bạn phải đánh nhiều. À, lúc đó vay mượn ngân hàng là có anh em bạn bè có bao nhiêu tiền là vay hết, bởi vì các bạn nghĩ là mình rất là giỏi kiếm được rất là nhiều tiền. À, môi giới họ sẽ tư vấn cho các bạn rằng là thị trường của chúng ta quá quá nhiều cơ hội đấy, mua gì cũng thắng, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn dễ chết nhất. Còn ở giai đoạn này là giai đoạn mà nó lớn lên trong nghi ngờ thì các bạn phải vào được vốn, nằm chờ đến cái thời điểm mà nhà nhà người người đổ xô đi đầu tư. Thì lúc đó chúng ta mới mới thắng lớn được.
Có một số các bạn có hỏi mình là làm thế nào để đầu tư mà lại được khoảng tầm 50 đến 100% tài khoản. Thì cái vấn đề là các bạn chọn doanh nghiệp tốt. Cái thứ hai là các bạn chọn cả cổ phiếu đang lên. Cái thứ ba nữa là các bạn chọn cả các cổ phiếu có tích lũy. Muốn nắm giữ thì các bạn lại tầm đó là bình thường. Bây giờ các bạn muốn lại 50% thì các bạn chỉ cần mua mua margin 11 và các bạn lại 20% là 25% là các bạn lại 50%. Thị trường này để mà lại 20 25% là khó, rất khó đó. Chủ yếu là lúc mà các bạn vào tiền là các bạn không đủ cả kiến thức để các bạn nhận diện ra cái vùng nghi ngờ của thị trường. Nên là khi mà thị trường mới đi lên cái là các bạn luôn hoài nghi về nó. Đấy, rung cái là chạy, chạy mất dép. Đó. Các bạn có bị thế không? Tức là ví dụ như thị trường thì nó rượu nó vừa mới chỉnh một một tí tí thôi là các bạn nó bắt đầu sao nó chỉnh kinh thế, đúng không? Đấy thì cái này nó là do các bạn sử dụng bảng giá quá nhiều. Ở trong cái đầu tư thì cái việc mà các bạn nhìn bảng giá là một cái rất là sai lầm, các bạn phải nhìn biểu đồ á. Bởi vì cái biểu đồ thì nó sẽ chậm, nó sẽ phản ánh thông tin nó chậm hơn, cái sự biến động nó sẽ chậm hơn chứ chúng ta có thời gian suy nghĩ. Ở ngoài ra thì các bạn chú ý vào quá nhiều lệnh nó phang cho khoảng tầm 2-3 lệnh nó khoảng tầm 100-200 nghìn là các bạn ôi sao nó bán kinh thế, đúng không? Thế nó dẫn đến là các bạn lo lắng các bạn này sẽ mất đấy. Rồi thị trường lên mà nó phang cho khoảng 2 lệnh khoảng tầm 100 nghìn là các bạn thấy ôi bọn này mua kinh thế, đúng không? Đây là sau đó là các bạn anh nhảy vào lao vào đấy. Thì cái vấn đề là các bạn cứ quanh quẩn ở cái mức đầu tư nó rất là hẹp, tức là các bạn có một cái tầm nhìn nó rất là hẹp. Còn khi mà các bạn nhìn cái sự tích lũy, nhìn cái biểu đồ thì sao? Thì các bạn sẽ thấy được rằng là các bạn có một cái cách nhìn tổng thể hơn. Đó, cách nhìn tổng thể hơn, cách nhìn xu hướng hơn, đừng có quá tập trung vào cái bảng giá. Mà nói chung là khoảng tầm 9 ông thì khoảng tầm 10 ông thì khoảng tầm 9 ông gửi xem bảng giá rồi suốt ngày phản là kinh thể kinh thể. Để giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cái việc kiếm tiền đó. Và cái kiếm tiền nó cũng không thể nhanh được, các bạn muốn nó nghe nào các bạn muốn kiếm tiền nó khó rồi lúc lên lúc xuống nhé, nhưng mà cái tổng thể là một năm các bạn phải kiếm được tiền thì đó có nó mới là cái vấn đề quan trọng. Hay nghe nào móc cổ phiếu mình lên thì nó khó lắm đấy, có lúc lên lúc chỉnh nhưng mà tổng thể là các bạn thấy cái giá sau nó cao hơn giá trước, cái giá mình bán nó lớn hơn giá mình mua là ok thôi, đúng không? Ở ngoài ra thì các bạn cũng không thể mua được đúng tất cả cổ phiếu đâu. Mà các bạn chỉ cần trong một cái chu kỳ sóng mà các bạn thắng lớn một hay hai cổ phiếu là các bạn cũng rất ok rồi. Mà muốn thắng lớn thì các bạn phải biết cách giữ lại cổ phiếu của mình trong một cái uptrend, đúng không? Điều là đầu tiên chúng ta sẽ nói về thị trường chung. Ở thị trường chung của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì cái khối lượng rất cao. Ở rất nhiều bạn có hỏi mình về cái trường hợp là khối lượng cao này có bị phân phối hay không, thì nó là do thời gian khớp lệnh nó kéo dài thì khối lượng nó cao. Ở thời gian khớp lệnh nó dài thì khối lượng nó cao. Ngoài ra thì một số các cổ phiếu dòng dòng họ Quyết cũng đang đang giao dịch khá là nhiều, nên là cái khối lượng giai đoạn gần đây cũng tương đối cao, là vì thế. Giờ đến cái thời điểm hiện tại thì ví dụ như hôm nay chúng ta giao dịch được đến với phiên ATC đấy, tức là cái thời gian giao dịch của chúng ta rất lớn. Đấy là khối lượng cao hơn giai đoạn, ví dụ như hôm trước là giao dịch khoảng tầm đến 11 giờ là nghỉ thôi, 11 rưỡi là nghỉ thôi, giờ giao dịch đến 2 giờ thì khối lượng nó phải cao hơn chứ, đúng không? Chúng ta không thể là so sánh một ông giao dịch nửa ngày với một ông giao dịch cả ngày được. Nên là khi mà các bạn nhìn biểu đồ thì các bạn phải có cái đánh giá nó khách quan. Đấy. Nên là các bạn có thể đấy, khối lượng lớn các bạn nói là phân phối thì nó không hẳn là đúng. Và ra thì ở những giai đoạn này các bạn phải trừ ra cả cái giao dịch đột biến của thị trường, ví dụ như rốt hoặc là cái dòng cổ phiếu mà nó có thanh khoản cao đấy. Còn ở đây thì để mà thị trường uptrend, các bạn thấy cái thị trường nó uptrend này nó phải chạy đủ cái thời gian, nó phải đi lên đủ lớn thì nó phải phân phối được chứ, nó mới rơi được chứ. Còn ví dụ như các bạn mua gom ở vùng tích lũy ở đây mà lên đây các bạn phân phối thì có bán cho ai, bán cho ma, đúng không? Bởi vì về bản chất là các bạn vào khoảng tầm, nếu ví dụ như mình nói là ví dụ như mình là một cái thành phần tham gia thị trường chẳng hạn, mình đầu tư cũng tương đối lớn, nếu mà so với các bạn là mình đầu tư lớn hơn rất là nhiều, cũng tính bằng triệu đô luôn đấy, cả chục triệu đô. Thế cái vấn đề là gì ạ? Cái vấn đề là mình vào tiền ở đây mình không thể bán ra ở đây được,
Nó là cái vấn đề nó chu kỳ của nó quá ngắn. Thì khi mà các bạn tư duy như thế thì các bạn sẽ thấy được rằng là các ông cầm nghìn tỷ ông mua ở đây không thể bán ở trên này được. Đấy. Đó là nguyên tắc nó như thế. Thì cái vấn đề là cái chu kỳ nó phải đủ lớn để họ có những cái mốc giá nó cao để họ thoát hàng ra. Đó. Ví dụ như chúng ta thấy một cái chu kỳ uptrend này. Chu kỳ uptrend ở đây là nó kéo dài từ đây đến đây cơ mà. Còn ở cái chu kỳ này nó mới đi lên ở đây. Đây là cái quá trình tích lũy lại và nó mới chỉ đi lên là một đoạn như thế này. Thì cái khả năng phân phối là cực thấp. Đấy, khả năng mà thị trường đảo chen là cực thấp. Đấy. Ngoài ra thì trong một cái thị trường đi lên đừng có sợ đảo chen. Đấy, chúng ta phải đánh đến khi nào nó hết chu kỳ nó rơi xuống bắt đầu tháo chạy thì lúc đó chúng ta chạy theo thôi. Bởi vì các bạn bỏ cái giai đoạn này lên các bạn diện các bạn sẽ bỏ rất nhiều các cái cơ hội, nhưng mà cái phiên này các bạn có bán đúng cái phiên này thì cũng làm nó sàn sàn thì cũng làm nó diện chỉ mất 7% thôi đúng không? Còn nếu mà các bạn bỏ cả một cái chu kỳ như thế này thì các bạn mất khoảng 70%, mấy trăm phần trăm đấy. Thì cái nguyên lý là không được sờ khi mà thị trường đang lên đúng không? Không được sờ. Thực ra thì nếu mà chúng ta nói chúng ta không sợ nó không đúng, nhưng mà chủ yếu là chúng ta khi mà chúng ta có những cái kinh nghiệm ở trên thị trường nhiều hơn thì chúng ta sẽ có nhiều phương án tối ưu hơn để chúng ta diện giao dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ không ở hôm trước ở hội thảo ở Hà Nội thì các bạn mình cũng khuyên các bạn là nên vứt cái chỉ số chung đi, tập trung vào cổ phiếu. Tức là nếu mà chúng ta đánh ở giai đoạn đầu thì không nhất thiết là phải nhìn thị trường chung. Các bạn càng phân tích cái thằng này các bạn càng dễ bị bán cổ phiếu. Đó, các bạn nghĩ nó xấu đây, lên đây kháng cự này kháng cự kia rồi bán rồi đợi chỉnh mua. Còn một cái nữa mà các bạn thường trong cái quá trình giao dịch là các bạn bảo là rất nhiều người sẽ tư vấn cho các bạn thôi anh chị chốt lời đợi điều chỉnh rồi chúng ta mua. Đó. Nghe thì rất hợp lý, nghe thì có vẻ là chuẩn chính xác đó, lên chốt lời đợi chỉnh để mua lại, nhưng mà cái lúc chỉnh các bạn có mua được hay không, nói thì thôi nhưng mà khó chứ. Bởi vì khi mà thị trường chỉnh xuống cái là các bạn nghĩ nó sẽ chỉnh nhiều hơn đó, nó còn rơi nữa anh chị ạ. À? Đó này thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy được rằng là rất nhiều yếu tố nó cấu thành, như nói thì nó dễ nhưng mà làm thì nó khó đúng không? Ví dụ như ở đây anh chị bán đi rồi xuống dưới này chỉnh mua, nhưng mà chỉnh ở đây các bạn có nhảy vào lao và mua được hoặc không, nó là câu chuyện khác, nó khó chứ. Nên là cái giữa cái chúng ta nói và cái việc chúng ta làm nó sẽ là một cái khoảng cách khá xa. Trước khi chúng ta có một cái hệ thống cả các phương pháp cả các điểm mua vào bán ra thì nó sẽ là câu chuyện khác. Nhưng mà ở đây thì 100% các ông là thị trường, nếu mà các ông bi quan về thị trường là đến đây còn hà thì chồng, bởi vì các bạn sẽ sợ nó rơi xuống thì cái việc mua lại mua vào nó cực khó, mà nó chỉ cần tích tắc một cái phút giây nào đó nó phục hồi lại các bạn cũng mua được là các bạn bảo chờ thêm đấy. Để đến hôm nay các bạn lại chờ thêm đó. Thế nó cũng là một cái câu chuyện tâm lý mà nó diễn ra năm này qua năm khác chứ không phải là mỗi năm nay nó mới có các bạn nhé. Ở đây cũng có một cái lời khuyên cho các bạn là nó vẫn chỉ là đầu sóng thôi, đầu chu kỳ là nửa tiền. Ở trong cả cái dòng cổ phiếu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tại sao nó lại là đầu chu kỳ như thế, và nếu mà các bạn không đánh được ở giai đoạn này thì giai đoạn phía sau các bạn rất dễ chết. Ở mình đã thấy rất nhiều các cái trường hợp là có nhiều các cái anh chị các bạn là vào thị trường khi mà người khác ăn no rồi đó. Tức là khi mà các bạn mà đi tiệc ấy, các bạn vào cái mâm ấy mà người ta ăn no hết rồi, các bạn chỉ ngồi gặm xương thôi đó. Tức là ví dụ như các bạn thấy có bạn bè rồi anh em họ hàng bà hàng xóm gì đó đánh chứng khoán đang lãi lớn, thế người ta rủ các bạn vào đánh chứng khoán. Thế là khi mà các bạn vào thì người ta sâu này tôi lại mấy chục phần trăm, mấy trăm phần trăm không vào, các bạn chỉ quay ra luôn đúng không? Tại sao nó lại như thế, là bởi vì các bạn vào mâm nó hơi trễ. Vào mâm trễ thì vì sao, bị ăn sướng đúng không? Đấy. Nên là cái gì cái chúng ta cần phải làm nó chính là xác định cái chu kỳ đầu. Ở đây ví dụ như chúng ta thấy được rằng là cái quá trình này là quá trình tích lũy, thì nếu mà tích lũy ở đây thì đến đây chưa thể phân phối được. Chúng ta cũng không lạc quan quá nhưng mà chúng ta không được bi quan trong một cái uptrend. Ở trong hôm trước thì có một cái video mình có nói là các bạn đang bị sờ trong diện, nổi sờ trong cái diện, nổi sờ trong
trong uptrend, các bạn thấy uptrend này đổi sờ, đổi sờ trong cái uptrend đó. Và cái dòng mà bọn mình hướng tới ở giai đoạn này chủ yếu là cái dòng đột biến về lợi nhuận. Thực ra thì cái sóng năm nay thì là một cái sóng mà nó sẽ là sóng diện sóng tổng thể, tức là cả cái dòng gần như là cổ phiếu nó lên hết mà. Không tin thì cả bạn đời mà xem. Tại sao nó lại như thế, là bởi vì hầu hết cả cái cổ phiếu đều có cái sự tích lũy, và khi mà đã có cái sự tích lũy thì cái việc đi lên là sớm hay muộn thôi. Tức là có thể là giai đoạn này thì cả cái dòng này chạy, giai đoạn sau thì cả cái dòng kia nó chạy, thế đó là cái việc sớm muộn của thị trường thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu dẫn đầu, những cổ phiếu tốt nhất đấy. Thì còn về vấn đề thị trường chung thì ở chúng ta sẽ không nhắc nhiều nữa nhé. Các bạn cũng nhất thiết là phải phân tích quá kỹ về thị trường chung, phân tích tâm lý, phân tích boy thị trường chung chả để làm gì cả. Ở thị trường này là cứ uptrend là các bạn cứ chọn cổ phiếu, con nào mạnh, con nào mạnh thì đấy, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến dòng thép. Dòng thép là một cái dòng mà bọn mình đặt kỳ vọng rất lớn ở chu kỳ sóng năm nay, kể cả các cái tài khoản mà bọn mình giao dịch thì cũng đánh tương đối lớn về cái dòng này. À, các bạn mà tham gia room thì các bạn nhớ liên hệ với trợ lý của mình nhé. Đấy, hoa phạt này. Hoa phạt thì với bản chất là bọn mình cũng mua khá lâu rồi. Ở đây. Tức là nếu mà chúng ta mua thì ví dụ như ở đây hỏi bọn mình mua được hay không thì không. Giữ hay không? Giữ. À, có lên được hay không? Lên. Nhưng mua được nữa hay không? Không. Tại sao nó lại như thế? Là bởi vì ở những cái điểm xác nhận cả cái điểm mua này này, hoặc là cả cái vùng mua này này, nó có nên dự. Còn khi mà chúng ta mua được dưới này thì tồi gì phải mua trên này đó. Nên là cái nguyên tắc là các bạn phải xác định được cái điểm mua, cái thời điểm là cái quan trọng, bởi vì mua ở đây là cực kỳ an toàn, bởi vì ở đây nó có nên dự cho các bạn đấy, nên dự. Còn các bạn mua ở phía trên này thì lỡ mà anh hôm nay mua cả ngày mai nó điều chỉnh thì làm sao, chúng ta không biết được cái đâu, bởi vì cổ phiếu từ cái điểm xuất phát này nó đã chạy được khoảng hơn 20% rồi, đúng không ạ? Nên là cái nguyên tắc để mà các bạn quản trị rủi ro là mua đủ điểm, nếu là có nền tích lũy xu hướng đang lên thì nhảy vào mua, đúng không? Còn ở đây thì để mà chúng ta mua được thì nó khó. Các bạn chú ý là bọn mình chỉ mua vào các đúng các cái điểm mà nó có nền tích lũy, đúng không? Cái này thì nếu mà các bạn tham dự hội thảo sắp tới ấy, thì bọn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật này. Đây này, các bạn nhớ tham dự hội thảo nhé. Đâu rồi nhỉ? Hội thảo ở Sài Gòn thì sẽ tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 9. Các bạn liên hệ với trợ lý của mình ở đây nhé, có bạn Tùng này, có bạn Thư, sẽ hướng dẫn cho các bạn đóng cái phí tham dự. Hội thảo của mình là hội thảo có thu phí các bạn nhé, các bạn đến phải đóng tiền. 500.000 một cái suất đăng ký đến tham dự, bởi vì bọn mình thuê một cái hội trường rất đông, làm cũng khá là công phu. Hội thảo này tổ chức ở Võ Thị Sáu quận 3 nhé, có một cái trung tâm rất là đẹp, có một cái trung tâm rất là đẹp ở đó. Đến thì giao lưu buổi trưa thì anh em ở lại, anh em nào đi nhậu thì chúng ta ra rặn biển, chúng ta ăn uống. Ở trong dòng thẻ thì chúng ta còn có gần như cả dòng họ nó lên, nên là cái nguyên lý đánh là nguyên lý đánh theo dòng. Thực ra trong cái dòng mà dòng thép chạy đợt này thì Nam Kim là cổ phiếu dẫn dắt, tức là Nam Kim là cổ phiếu dẫn đầu. Các bạn thấy này, khi Nam Kim chạy ở điểm này thì cả cái cổ phiếu kia vẫn chưa chạy. Hoa Sen mới ở điểm này đấy, sau này nó mới chạy. Hoặc là ở Hoa Phạt ở điểm này nó còn tích lũy rất lâu đấy, nó chạy đó. Ở đây là cái cổ phiếu dẫn đầu ở giai đoạn này nó chính là Nam Kim đấy. Nhưng mà giờ mà các bạn hỏi mua thì nó khó rồi, nó qua cái điểm mua nó đang vào nhịp chạy. Cái cách duy nhất là các bạn mua đúng điểm này, mua đúng điểm này và ôm thế thôi, bởi vì các bạn bán ra các bạn không mua lại được đâu, nó có chỉnh đâu mà các bạn mua lại. Hầu hết là chúng ta cứ bán ra để đợi chỉnh mua lại, nhưng mà về bản chất là nó có chỉnh đó, cổ phiếu đi lên không nhất thiết nó phải chỉnh,
và chúng ta cũng không biết bao giờ nó chỉnh, nên là các bạn chỉ cần bảng cái là các bạn ngồi nhìn nó lên trong một cái uptrend. Ở đây chúng ta còn có thẻ Việt Nam này. Như đây cũng khá mạnh, nhìn chung cả dòng thẻ là đi lên. Thẻ Việt Nam rồi chúng ta có gì ạ? Có thẻ tiền lên. Nhờ thẻ này thì nó nhỏ quá nên là bọn mình không tư vấn về này. Một số các anh chị mà thích kiểu này nhưng mà nó phải vào đúng điểm rồi. Ví dụ như điểm này hoặc là điểm này, tức là nó phải ở cả cái điểm xuất phát từ nền thì mới mua được, còn ở phía trên này bọn em không tham gia mua. Họ có lên nữa hay không? Có, nhưng mà tại sao lại không mua? Thì là bởi vì nếu mà chúng ta điểm nào chúng ta cũng mua được thì không cần phải phức pháp đấy. Bởi vì ở đây thì cả cái điểm mua này nó sẽ vừa là cái điểm đánh, tức là điểm nó xác nhận cổ phiếu chạy, vừa là cái điểm phòng thủ cho các bạn, tức là các bạn mua những cái điểm đó thì nó khó chết đấy. Còn mua mà treo leo cả dễ chết kiểu kiểu thế. Ở ngoài ra chúng ta còn có cả cái cổ phiếu dòng chứng khoán. Trong chứng khoán thì chúng ta thấy cái quá trình tích lũy ở phía dưới nó khá ok đúng không? Tích lũy khá tốt, dụ gai này. Ở phía trên này nó dụ này. Đấy, dụ. Ở sau ở phiên hôm nay thì nó bắt đầu sẽ xịt lại, tích lũy lại và nó sẽ có một cái nhịp bắt đầu là nhịp vượt đỉnh thị trường. Gãy dụ này, tích lũy lại này. Nó siết lại ở phần phía sau này sẽ có một cái nhịp chạy. Cái nhịp chạy rất là quan trọng này của cái dòng dòng chứng khoán, nó chính là nhịp chạy vượt đỉnh trước. Vượt đỉnh trước, tức là nó có một cái vùng kháng cự ở phần phía trước này này. Thì ở phần phía sau này nó sẽ cần phải có thời gian tích lũy thêm. Chúng ta sẽ thấy nó một hai phiên tới nó sẽ bắt đầu chỉnh lại và tích lũy. Ở VND này. Đấy. Các bạn chỉ cần mua đúng điểm, tức là nó có một cái vùng tích lũy phía dưới này này, vùng xanh xanh này các bạn này. Nên các bạn cứ mua đúng cái thời điểm mà nó cứ sideways đi ngang này này, nó chạy phạt là nhảy vào mua. Mua xong thì nắm giữ. Còn ở phía trên này thì bọn mình không khuyến nghị mua đâu. Họ có lên hay không thì mình vẫn nghĩ là nó lên, nhưng mà mua thì đôi lúc nào các bạn mà dính chỉnh cái là các bạn là sao sao nó chỉnh kinh thế. Thì chỉ muốn chỉnh không kinh ấy. Thì các bạn phải làm sao? Mua đúng điểm. Đó. Còn mua ở trên vênh thì chỉnh là đúng rồi. Hoặc là chúng ta có RHS này. RHS ở đấy nó tích lũy lên số 2, nó cần thời gian để nó vượt cái đỉnh này. Đó đó là những cái cơ hội cho các bạn. Nếu mà cái quá trình tích lũy ở đây lên đến đây mà cả bạn nghỉ ở phân phối thì nó khó, nó có thể gãy xuống dưới này cũng được này, hoặc là nó tích lũy ở phần phía trên này cũng được, nhưng mà cái xu thế chính của nó phần sẽ lên. Đó. Nó có thể gãy rũ phần phía này tích lũy lại để lên tiếp, hoặc là nó tích lũy phía trên này để lên tiếp. Nói chung là chủ đạo sẽ là lên. Đúng không ạ? Đó là chúng ta có BSI này. Nhìn chung là cái quá trình, nhưng mà tất cả những cái quá trình ở đây là tích lũy. Các bạn cứ thấy nó gãy xuống cái là nó lại chạy lên, nó gãy xuống cái nó lại chạy lên. Đây này, gãy xuống tích lũy lại chạy tiếp. Nó được gọi là cái quá trình rũ loại bỏ F3. Các bạn nhé. Nói bạn các bạn là đúng đó, ví dụ như các bạn đợt vừa rồi các bạn thấy nó rủ xuống hay là các bạn chạy toàn loạn đấy thì nó là rủ em bạn, và khi mà các bạn bán xong cái thì nó lại lên đó. Vì thế và các bạn phải xác định mình là những cái con gà dễ bị vặt lông nhất ở cái thị trường này, nên là mỗi khi mà cổ phiếu lên thì nó phải ép các bạn bán ra. Và chúng ta có HCM này. HCM thì hôm nay nó bắt đầu phục hồi cũng khá là tốt. Và nó đang tìm về cái vùng nền trược của cổ phiếu, nó sẽ mất thời gian ở vùng này. Nhìn chung là cũng chưa lên ngay, nhưng mà dòng này có thể là chủ yếu ở giai đoạn sau. MBS cũng đang phục hồi lại, hai phiên của nó là hai phiên rút chân lên. Bạn thấy dòng tiền rất lớn đi vào này, khối lượng rất lớn đi vào phần phía trước đấy, các bạn thấy không? Đấy là khối lượng vào. Các bạn cứ thử mua khoảng 5 triệu cổ phiếu ở đấy, mà các bạn mấy hôm sau các bạn bán thử xem có bán được hay không. Nó khó chứ đấy. Đây là khi mà cái dòng tiền vào ở đây thì cả cái phần phía sau này nó rất khó chịu kiểu kiểu như thế. CTS này đấy, tích lũy mà nó rủ đây, nó chỉ cần nó cân bằng lại cái là nó sẽ lên ngay.
Ở đây là cả cái vùng tích lũy. Đó, thông thường mình cũng thích những dạng cổ phiếu này, bởi vì sao? Bởi vì nó nhẹ. Ví dụ như ông RSI là một trong những ông nặng, bởi vì sao? Bởi vì nó nhiều cổ phiếu. Còn những ông này thanh khoản nó có tương ấy, ví dụ như các bạn nhìn thấy nha, ví dụ như thẻ tiến lên thì nó dễ chạy hơn Nam Kim, rồi là thẻ tiến lên thì nó sẽ chạy khỏe hơn thằng Nam Kim, nó còn chạy khỏe hơn nữa thằng HCM, Hoa Sen, Hoa Phát. Bởi vì sao? Bởi vì nó ít cổ phiếu, thanh khoản nó nhẹ thì nó dễ chạy nữa. Đó. Nên là trong một cái dòng thì các bạn có thể là đánh vào cả các cổ phiếu lớn cũng được, nhưng mà các bạn có thể đánh vào cả cổ phiếu bè, bởi vì bè thì nó dễ nảy. Đấy. Nhưng mà khi nó chỉnh thì nó cũng kinh. Đấy, hiểu không? Cũng kinh ấy. Nên là nó có này có kia. Nhưng mà trong một uptrend thì các bạn cứ thoải mái. Bởi vì hầu hết cả nếu mà đã cái dòng đó nó chạy thì hầu hết cả cổ phiếu sẽ chạy. VCI cũng là cổ phiếu đi lên. Ở đây thì nó đang chạy một cái phần phía trước khá đẹp rồi. Đấy. Ở đây thì nó đang tẹt lại dù. Sau quá trình này nó sẽ cân bằng trở lại. Ở đây nó có hai phiên rút chân này. Nó sẽ cân bằng thêm. Nói chung là dòng chứng khoán sẽ là dòng cần phải cân bằng thêm để mà đi lên nhịp tới. Bảo Việt thì nhìn chung thì nó hơi gãy xuống một chút. Có một số trường hợp thì nó sẽ phục hồi được về khoảng tầm 34, à 24 ở đây là nó tích lũy tiếp. Thì chúng ta cứ đợi xem, bởi vì cái dòng chứng khoán là cái dòng cần phải cân bằng thêm. Tiếp theo chúng ta có dòng ngân hàng thì chúng ta có Vietcombank cũng đang có sự phục hồi trở lại. Vietcombank ở đây thì nó có hơi hở gạp một chút. Đấy, hở ra. Thì nó bắt đầu quá trình lấp lại và diện phục hồi lại. Và cái nền của Vietcombank thì nó hơi lỏng các bạn nhé. Chúng ta có ACB này. ACB thì ví dụ như sau cái quá trình gãy dụ ép này thì nó bắt đầu phục hồi này, sau quá trình phục hồi này nó có thể là tẹt lại hoặc là tích lũy lại. Một số trường hợp nó sẽ phục hồi hẳn đến phía trên này thì những trường hợp đó sẽ an toàn hơn. Ở chúng ta có bit này, sau cái phiên cái quá trình điều chỉnh ở đây thì nó gặp hỗ trợ dưới, hỗ trợ dưới ở đây thì nó sẽ có diện phục hồi lại và nó cân bằng trở lại, cân bằng trở lại. Nhưng cái cổ phiếu như bit thì nó giảm hơi sâu, đối với các trường hợp giảm hơi sâu thì nó sẽ không được ưu tiên trong cái nhịp đánh tới. Nó dụ ép lên sau đó nó tích lũy bò lên. Bit thì chúng ta sẽ cần phải đợi cho nó mất thanh khoản, tức là thanh khoản nó phải thấp xuống nữa. CTG, CTG khá là đẹp này. Nó cứ đang ở kênh đi lên chỉnh dụ rút chân này. Lợi nhuận là cao. Dòng ngân hàng là một trong những dòng mà có lợi nhuận rất lớn ở cái chu kỳ năm nay, tức là sóng năm nay chúng ta thấy là có nhưng ở dòng nó đột biến với lợi nhuận thì thường nó lên mạnh, ví dụ như thép là lợi nhuận tăng bởi vì giá thép nó tăng đó, suốt ngày nó tăng diện, nó tăng sản lượng rồi là tăng giá bán cả kiểu như thế thì nó còn lâu, cái lợi nhuận của nó sẽ còn duy trì được rất lâu. Dòng chứng khoán là một trong những dòng mà diện hưởng lời từ cái diện từ cái thị trường đi lên, chúng ta thấy là nó gấp mấy lần cùng kỳ mà. HCM còn gấp 3,2 lần cùng kỳ, hoặc là VND thì nó gấp tới 9 lần, đúng không? Nói chung là cả với công ty chứng khoán ở giai đoạn hiện tại thì nó sẽ gấp bằng lần so với cùng kỳ. Thì nó sẽ có những cái câu chuyện về những cái sự kỳ vọng, tức là chúng ta thấy lại đột biến thì nó sẽ là cái động lực cho cổ phiếu đi lên. Một cái dòng nữa là dòng ở dòng ngân hàng cũng lại lớn, ví dụ như CTG lại lớn đấy, hoặc là chúng ta thấy có Liên Việt Foodbank thì nó lại gấp đôi so với cùng kỳ, thì nó là những cái động lực để cho cổ phiếu đi lên đó, nó là cái nguyên nhân để cái dòng này chảy. Ngoài ra chúng ta còn có gì, chúng ta còn có Techcombank tích lũy rất đẹp các bạn nhé. Đôi lúc các bạn không đủ kiên nhẫn. Ngày xưa khi mà mình tư vấn cho hầu hết các khách hàng là gom Hòa Phát đi, bởi vì nó kiệt cung này, nó tích lũy này. Đấy. Thì suốt ngày họ bảo là sao nó yếu thế. Yếu nó không phải là yếu, nó chưa vào nhịp chạy đó. Các bạn có thể ôm ở đây rất lâu, vài ba tuần nó không lên, nhưng mà chỉ cần đúng cái điểm này nó phải là nó chạy ngay. Đấy. Nó chỉ cần xuất phát cả là mấy hôm là các bạn thấy lại tầm 20% ngay. Đấy. Nó không phải là yếu đâu, mà do là cái bản chất là nó chưa vào cái nhịp chạy.
Đấy. Nên là đánh chứng khoán nó phải kiên nhẫn là vì thế. Chúng ta có VPBank. VPBank ở đây cũng là một cái xu hướng lên, xu hướng đang lên. Đấy, điểm mua thì nó không có. Nhiều người cổ phiếu như VPBank như bọn mình mua ở phần phía dưới này thôi. Còn ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta nắm giữ thôi. VIB, VIB cũng đang tích lũy. Nếu các bạn thích thì có thể là mua tiếp vào cổ phiếu này được nhé. Nên của nó đừng có sơ nó cao. Cổ phiếu này thì bọn mình đang nắm giữ. Ví dụ mua vùng này đã bán đó. Mua đây này, mua đây. Hôm trước thì mua ở phần phía dưới này thì bảo là điểm này, điểm này. Hồi đó thì vẫn còn đánh người chiến lược là gì ạ? Đánh ngắn hạn. Còn ở ở giai đoạn thị trường uptrend này thì bọn mình đánh uptrend rồi. Tức là cứ thị trường lên là cứ nằm im. Gần như cả mấy tuần nãy bọn mình không giao dịch gì ạ. Tức là cả cái tài khoản cá nhân của mình là bọn mình không giao dịch. Cứ nằm im này. Ngồi chờ cổ phiếu lên thôi. Đánh rất là nhàn. Còn gặp bạn ở xuống ngay, gặp bạn hỏi bạn được hay không, rồi mua được hay không, nó mệt đó. Mà thực ra thì nó cũng không hiệu quả đâu. Trên Vietcombank thì nó có một cái gạp, và sau cái gạp này thì nó quay lại lấp, lấp xong thì nó sẽ dựa cân bằng và tích lũy lại, nó chưa lên được ngay nhé. Nên là nếu mà các bạn mong nó lên ngay nó cũng khó. HDBank thì sau cái quá trình rủ thì nó phục hồi trở lại và tiếp theo đây nó sẽ tích lũy lại. Đó là chúng ta có gì? Có MBB. MBB thì sau quá trình lên thì nó rủ điều chỉnh là bình thường. Ví dụ như lên này, điều chỉnh này, lên này, rủ điều chỉnh này, lên rủ điều chỉnh là bình thường. Để xu thế nó vẫn là xu hướng lên. Đấy. Nên là các bạn kiên trì mà nắm giữ, ví dụ như các bạn mua thì các bạn sẽ mua điểm này. Hoặc là ở phần phía sau này nếu mà nó tích lũy thêm thì các bạn vẫn có thể mua được. Đúng không? Thì phải đợi. Đấy. Ví dụ như mua đây thì chỉnh kỳ nào. Đây nó lên tiếp. Các bạn muốn biết là ví dụ như muốn lại khoảng 100% thì các bạn về, ví dụ như các bạn muốn lại danh mục khoảng 100%, ví dụ như đây 16 mà nó lên khoảng tầm bao nhiêu, 27 chẳng hạn, 10 giá chẳng hạn, đó là các bạn ở phân về dưới này nó khoảng 13 mà lên khoảng tầm 27, nó lên gấp đôi chứ, các bạn phải đợi khoảng bao nhiêu tháng, còn phải ngồi đợi chứ. Đây này, ví dụ như 10, 13 này lên khoảng 27 này, gấp đôi này. Ví dụ như ở đây là thằng tháng 7. Đây là tháng 1 năm sau. Đúng không? Tháng 7 đến tháng 12 là 5 tháng, về 6 tháng nó mới gấp đôi được. Đấy. Thì cả bạn muốn đánh nó lại gấp đôi, mà bạn muốn lại nhiều ấy, thì phải kiên trì nắm giữ. Chứ không thể là gì ạ? Một hai ngày mà cả bạn đòi nhân đôi được, nó khó ấy. Chúng ta còn có một cái câu chuyện nữa là tại sao rất nhiều cả cái cổ phiếu đi lên được gấp đôi mà các bạn này chỉ lại được khoảng tầm 5-6% hoặc là 10-15%. Đúng không? Tức là cả một cái chu kỳ của nó rất lớn, thị trường lên rất lớn, lên rất nhiều, nhưng mà tại sao tài khoản của bạn này chỉ lại được khoảng tầm 10 hoặc 15%, trong khi nhiều cổ phiếu là tăng gấp đôi? Thì do các bạn diện, thứ nhất là các bạn không chọn được cổ phiếu, người thứ hai là các bạn không nắm được. Đấy. Đúng không? Ví dụ cả chu kỳ này có ai đánh được gấp đôi không? Rất nhiều người chỉ đánh được khoảng tầm 10 15%, hoặc là đôi lúc còn lỗ cả một cái chu kỳ sóng này lên nên nó đập cho ba phát lỗ. Thì cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là một là sử dụng vốn, hai là phải kiên trì. Đúng không? Đấy, Liên Việt Bookbank. Điểm này mua này, điểm này mua được này, điểm này mua được. Ở trên này thì bọn mình không mua nữa, bởi vì nó đang chạy rồi. Đó, hôm trước thì bọn mình có vào điểm này. Đấy. Tích lũy này, lên tích lũy và ôm thì nó phải chạy. Đơn giản không? Đánh cực kỳ đơn giản, nó không có mất sức, mất công nghiên cứu nhiều làm cái gì. Các bạn suốt ngày các bạn cứ lo lắng, mà cái trình cái sự lo lắng nó chính là cái mất tiền đấy. Tức là các bạn cứ ngồi lo là nó rồi nó xuống rồi nó lên, rồi các bạn thấy sao nó giảm 5 like rồi, sao nó giảm 7 like rồi, thì các bạn dễ mà mất tiền. Cái quan trọng là các bạn phải có tầm nhìn đủ xa. Tức là nếu mà thị trường vào một cái uptrend mới, khi thị trường có tích lũy thì các bạn phải nhìn đủ xa. Nhìn đủ xa là cái yếu tố quan trọng. Đấy, SHB này. Cứ ôm là nó lấy lên tiếp. Hoặc là SHB thì ở thời điểm này này thì bọn mình không khuyến nghị mua nữa. Mua nó khó chứ, bởi vì nó treo leo rồi.
Thì đó là những cái cổ phiếu thuộc về dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng còn có một cổ phiếu nữa là ETB ấy. Đấy, hôm trước bọn mình mua ở đây này. Nên trên này nó khó bởi vì nó cân bằng trở lại, nhưng mà nó vẫn chưa đủ dài. Thì chúng ta nếu mà nó cân bằng thêm thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn mua thêm. Nhưng mà nếu mà xét về xu thế thì nó đang lên tiếp. Đó, mua thì cứ làm gì chỉnh, nhưng phải cho nó chỉnh nhé. Thị trường phải lúc lên lúc xuống, như khi nào các bạn muốn các bạn cổ phiếu các bạn lên là khó. Đấy. Và đôi lúc các bạn nặng tâm lý về cái vấn đề đó quá. Tức là các bạn mà thấy cổ phiếu mình đang lên khoảng 10 15%, ví dụ như thấy nó đang lên khoảng 16%, các bạn thấy hôm nay nó chỉnh thì các bạn ngồi thất vọng, đúng không? Nó phải lên có xuống. Có lúc cũng phải kiếm được tiền, có lúc cũng phải mất tiền nhá. Và khi mà chúng ta mất tiền thì chúng ta gì ạ? Khi mà chúng ta mất tiền thì chúng ta phải nhớ được rằng là cái chúng ta kiếm nó phải lớn hơn cái chúng ta mất. Thì một năm nào các bạn sẽ có lại. Đó. Kể cả các bạn đi làm ăn kinh doanh bên ngoài thì cũng có lúc được cũng mất, chứ không phải lúc nào cũng được. Nhưng mà nên lúc mất nó ít, lúc nhiều lúc được nó nhiều là được rồi. Đúng không? Ở ngoài ra thì đợt này thì bọn mình cũng đang nắm giữ tương đối nhiều đối với Masan. Masan thì hôm trước vào điểm này. Điểm này thì bọn mình không vào được. Này, Masan. Masan cứ giữ này. Masan. Đấy. Thế cả vấn đề là gì ạ? Cả vấn đề là khi mà các bạn nhìn một cái tích lũy lớn như thế này, các bạn nhìn ở tích lũy nó đủ lớn như thế này thì phải mua làm giữ chứ. Đó, các bạn bán người là các bạn nhìn cổ phiếu nó lên ngay. Đấy. Tích lũy như thế này các bạn. Đúng không ạ? Nó tích lũy cả 6 7 tháng như thế này mà các bạn chỉ ăn được khoảng 5% là các bạn quá phí. Đó. Đấy. Ở đây chúng ta thấy Vin của đang đi lên. Thế các bạn thấy nó có điều chỉnh đó. Đi lên nó không điều chỉnh. Không phải nhất thiết cổ phiếu đi lên là phải điều chỉnh. Đấy. Nên là nếu mà các bạn bán đã quá sớm là các bạn sẽ mất đi cả một cái chu kỳ phía sau. Đấy, các bạn ăn được một cái bè nhưng mà các bạn lại mất đi cái lớn. Đúng không ạ? Các bạn thấy đợt vừa rồi chỉnh, thị trường có chỉnh ấy. Cổ phiếu nó có giảm nhưng mà các bạn mua vào cổ phiếu mạnh thì nó vẫn cứ tăng, nó có giảm đó. Đấy. Nên là rất nhiều người hỏi tại sao điều chỉnh được không bạn, bởi vì cái cổ phiếu mình mua đa phần nó vẫn lên dù nó có chỉnh đâu mà mình bán. Đấy. Đúng không? Và chúng ta còn có Vinhome hôm nay cũng tăng khá mạnh. Vinhome ở đây nhìn chung cái trend xu thế và tích lũy kênh của nó vẫn là kênh lên, nhưng mà cái diện là sự dao động nó hơi lớn. Đấy, sự dao động hơi lớn. Ở chúng ta thân còn có ở giai đoạn này có cổ phiếu bán lẻ cũng đang đi lên khá mạnh khi mà có sự tích lũy ở phía dưới này. Hôm nay các bạn có thể lấy được thế giới di động cũng được. Nè. Nhìn chung ngày mai các bạn lấy cũng được. Tích lũy như thế này cơ mà. Đó. Thì rất nhiều cả cơ hội. Hoặc là chúng ta thấy được rằng là rất nhiều cả cơ hội đang chờ đợi các bạn. Hôm nay thì bọn mình có lấy đất xanh các bạn. Hướng lên kênh ở phía trên, dòng tiền đang vào bất động sản là gì? Đất xanh hôm nay chạy này, Thủ Đức House à? À không, PDR hôm nay cũng tăng, có một con gì nữa. Khang Điền. Hôm nay cũng lại học FPT này. Đấy. Đấy, sáng nay đã bọn mình đã bảo là thị trường cân bằng. Khoảng 10 rưỡi sáng nay. Đấy, FPT này, bất động sản hôm nay chạy thì có PDR với Khang Điền. Nhưng mà khi mà thấy hai con này chạy thì mọi người lại quay sang lấy con chưa chạy, là lấy đất xanh. Đất xanh nó có thể tẹt nhưng mà khả năng nó vào sóng là cao. Đấy. Mua xong cái là cổ phiếu mới bắt đầu chạy các bạn. Tức là sáng nay mà bọn mình mua cái thì tầm tầm đâu đó khoảng tầm 10 rưỡi là nó bắt đầu nó mới tăng được 1 2 like, mua xong cái là thấy nó phi rồi. Masan thì cứ giữ. Rất nhiều bà con là cứ thấy lên khoảng tầm lên có tí thôi là các bạn lôi theo các bạn bán, nó rất là phí trong một cái uptrend.
À, tất nhiên là khi mà các bạn vào room thì các bạn sẽ có sự yên tâm hơn. Ít nhất là các bạn cũng yên tâm đối với mình hơn là đối với các bạn, bởi vì mình có 9 năm kinh nghiệm thị trường rồi. Bởi bọn mình cũng đánh quy mô vốn đủ lớn rồi. Nên là thường là bọn mình có sẽ có hướng xử lý tốt hơn các bạn. Đôi lúc các bạn tin các bạn chết chắc là bằng tin mình đó. Đó. Thị trường chỉnh cả thì các bạn hô nhau là phân phối để cắt tín dụng. Các bạn nhớ là cứ thị trường giảm nó sẽ có một cái gì đó, ví dụ như là nó sẽ có một cái gì đó nó giải thích cho cái hiện tượng giảm đó. Đấy. Rồi không tin thì các bạn cứ đợi mà xem, ví dụ như đợt tới nó có một cái nhịp chỉnh chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là rồi là tin này tin kia, rồi là có thể là đánh nhau ở bên đâu đâu đó, thì nó cũng cứ lôi ra nó để giải thích cho cái hiện tượng thị trường điều chỉnh nhá. Cái đơn giản thì giải thích cho thị trường chỉnh là nó gì ạ? Lên nhiều thì nó phải chỉnh, và cổ phiếu lên nhiều thì nó cần phải cân bằng lại, chứ chả có tin gì đâu đó. Rất nhiều người cứ lôi tin này tin kia ra rồi hoang mang sợ hãi, không giải quyết được cái vấn đề gì cả đó. Bây giờ hôm trước chúng ta bảo là tìm dùng cắt này, rồi là cái gì ạ? Cái đánh thuê gì đó, Việt Nam là được gì ạ? Thao túng tiền tệ. Đấy, hôm nay cho lấy một thế giới di động kinh lên, ví dụ này cũng chả sao ạ, bởi vì cái vấn đề là gì, cái vấn đề là nó đang ở nằm một cái xu hướng lên cái này, tích lũy như thế cái này cứ mà cùng làm thì chết về đây thôi, nhưng mà cái cửa thẳng các bạn có thì các bạn phải đánh nhé, đúng không ạ? Là thị trường hiện tại là nó đang ở một cái vùng mà nó nghi ngờ, tức là gì, tức là người thì bảo lên người bảo xuống. Đấy, hôm qua thì mình cũng có hôm trước thì mình cũng có chia sẻ với các bạn là mỗi người cái quan điểm xong cái sự nghi ngờ về thị trường. Ví dụ như rất là nhiều ông người xem video video của em chẳng hạn, thì ông gặp bảo ông này tự tin này, khả năng là thị trường sắp chết rồi. Đó. Mình lại đi xem cả cái kênh YouTube khác hoặc là cả cái gì ạ, cả cái trang mạng khác. Thì mình mới thấy họ bí quá, đây là cơ hội này, nên là mỗi người một cái góc nhìn thì không phải là giống nhau đó. Nhưng mà nó sẽ có hai trường phái, một cái ông mà gì? Ông mà cầm tiền ấy, ông nghĩ thị trường nó sẽ sập, nhưng mà ông đang cầm cổ phiếu thì ông lại nghĩ là thị trường lên. Rõ ràng là giai đoạn vừa rồi bọn em cầm cổ phiếu nghĩ lên là đúng rồi. Nhưng mà tất nhiên thì mình trong cái việc đầu tư thì mình phải có cơ sở, rất nhiều các yếu tố ở trong đó, nhưng mà cái thị trường này là thị trường của sự tâm lý. Cái thị trường của tâm lý, nên là khi mà các bạn mua bán hoặc là các bạn nhận định thị trường, các bạn phải dựa vào các yếu tố tâm lý để các bạn phân tích nữa. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video tối ngày hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký hội thảo nhé, bởi vì nếu mà các bạn đăng ký muộn có thể là các bạn sẽ không có suất để dự cái hội thảo này đâu. Bởi vì nhìn chung của mình thấy là cái hội thảo ở Sài Gòn ở thời điểm hiện tại là cái số lượng rất là đông người đăng ký rồi, và rất nhiều cả các anh chị là từ Đà Nẵng rồi Nha Trang cũng sẽ dự vào cái hội thảo của chúng ta cái đợt này rất đông rồi. Các bạn sẽ biết là mình thuê 400 sổ, nhưng mà hiện tại thì đang bảo với bên bên kia là có thể phải lấy cái hội trường lớn hơn cho chúng ta, nên là các bạn nhớ đăng ký sớm để chúng ta, nếu mà không, bởi vì cái hội trường mới nổ thì nó có một cái là gì, nếu ngày mai là phải phải lấy rồi, còn nếu mà sau muốn đổi nó không đổi được, bởi vì cả cái hội thảo khác hoặc là cái link khác nó sẽ fix cái hội trường lớn đi, thì các bạn mà đăng ký muộn là các bạn sẽ không có chỗ đâu. Đấy, thế các bạn nhớ liên hệ với Tùng với Thư ở đây. Đấy. Kinh phí để tham dự hội thảo này là 500.000 để các bạn trang trải cho cả cái kinh phí tổ chức cái buổi hội thảo. Đấy, các bạn ở bạn Tùng, bạn sẽ bạn Tùng và bạn Thư sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái số tài khoản chuyển tiền. Ngoài ra thì ở trên cái icon của cái video này nó cũng sẽ có để cái rượu cái số tài khoản của bạn Tùng để các bạn chuyển tiền hội thảo qua đó nha. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với trợ lý của mình để được vào room tư vấn. Ở đây thì cả cái giai đoạn này thì các bạn gần như oánh gì cũng thẳng, nhưng mà khi thị trường đi lên khoảng tầm cái giai đoạn sắp tới,
Thực ra nó giai đoạn sắp tới, nhưng mà nó sẽ kéo dài khoảng tầm vài ba tháng nữa, thì nó sẽ là những cái giai đoạn cực kỳ khó, và các bạn sẽ biết cái cách để các bạn thoát ra khỏi thị trường. Thì đến cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ phải gì ạ, sẽ phải biết cách thoát ra. Ngoài ra thì ở giai đoạn này, ở hôm trước mình có chia sẻ với các bạn, nó không phải là vấn đề các bạn chọn cái cổ phiếu nào mạnh nhất nữa, mà ngoài cái việc yếu tố các bạn chọn cái cổ phiếu mạnh nhất, các bạn phải đánh được quy mô đủ lớn. Đánh nhiều tiền thì các bạn mới là như các bạn có 100 tỷ, các bạn đánh khoảng tầm 1 tỷ 2 tỷ thì các bạn còn lâu, các bạn mới lại đấy, thì các bạn sẽ cần phải đánh một cái quy mô vốn đủ lớn nha. Ok, cảm ơn cả nhà, các bạn nhớ tham gia Zoom và tham gia hội thảo nhé. Đấy, đăng ký ở đây. Còn khóa học thì hiện tại bọn mình đang dài thôi. Hẹn gặp lại vào các bạn vào cả khóa học vào tháng 5 sắp tới. Đấy, hiện tại thì cái khóa học này tối nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục học. Thank you ở nhà, thank you mọi người.